Ngày 17 tháng 11, Bệnh viện Nhi Hai Đồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống bệnh nhi 6 tuổi ở Đắk Lắk bị đạn súng săn bắn xuyên từ cổ đến đỉnh phổi trái. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị thương từ vùng cổ đến đỉnh phổi trái. Kết quả chụp X quang cho thấy một viên đạn đi xuyên từ cổ nhưng không trúng vào mạch máu lớn, khí quản hay tim. Tại khoa ngoại, sau khi thăm khám, hội chẩn khoa, các bác sĩ nhận định nếu mổ mở, đi từ vùng cổ có thể rất khó khăn vì mạch máu, thần kinh vùng này. Các bác sĩ đã quyết định phẫu nội soi lòng ngực lấy viên đạn. Phẫu thuật viên cho biết khi mổ các bác sĩ phát hiện viên đạn nằm ở đỉnh phổi trái, cạnh bên động mạch dưới đòn trái. May mắn mạch máu lớn và thần kinh không bị tổn thương. Người nhà bệnh nhi cho biết, bé bị thương do nghịch súng săn. Anh P. Cha nạn nhân, đi săn về bất cẩn để súng vẫn còn đạn bên trong. Tò mò hai con nhỏ của anh này lấy dụng cụ sát thương này chơi. Bất ngờ bé trai 9 tuổi cầm súng, vô tình bóc cò, đạn bắn xuyên từ cổ vào ngực người em. Bác sĩ Nguyễn Hiền, phòng chỉ đạo tuyến cho biết trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì rất hiếu động, nên cho trẻ chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật có tính sát thương dễ gây nguy hiểm cho trẻ.